Em mời các bác qua ủng hộ showroom 39 cây đời ạ. Còn địa chỉ đây các bác ơi, còn địa chỉ số điện thoại Zalo, Facebook. Đó. Em mời các bác đến ủng hộ. Ba thân này mọi người biểu tượng cho phúc lộc thọ đấy. Đây là kim ngân một thân cân thân to, tay phát lộc này.
xanh mướt luôn em bạn ơi. Các bác qua ủng hộ nha. Đó. Đây. Một chậu như thế này. Đây là chậu thủy sinh nhá các bác ơi. Đây là một chậu thủy sinh. Đó, chậu thủy sinh. Còn loại này là chậu đất. Chậu đất nhá. Đó các bác. Mời các bác qua shop em ủng hộ. Ngoài ra thì bên em có rất là nhiều mẫu, nhiều cây khác nhau nhá. Mời các bác xem qua ủng hộ nhà em. Này. Đây ạ. Cây ngọc ngân này. Ngọc ngân này. Có màu trắng, trắng ngà này, trắng trắng tinh luôn. Đây bên này nữa. Đây là cây vạn niên theo giỏ treo nhá. To đẹp xanh mướt luôn. Vạn niên thanh này thì không phải nói rồi, không phải bàn cãi về cái vạn niên thanh này rồi. Vì nó sống rất là dai và khỏe. Dễ chăm sóc. Dễ có thể chăm sóc cái cây này, không cần phải khó chăm sóc gì hết. Thì là đẹp nha các bác ơi. Mời các bác qua tham quan. Đây bên này là mấy cái cây to này. Cây thiên điểu này. Này đại đế đỏ nhá. Đại đế đỏ. Phát tài núi này. Đây, đây là cây hạnh phúc to. Phúc to này. Hạnh phúc to. Đây là bạch mã nha các bác ơi này. Cây bạch mã với thân trắng muốt. Thân nó trắng muốt như thế này, rất là đẹp. Lá thì viền viền vần vần trắng này. Đây cũng là đại đế đỏ này. Đại đế đỏ. Đây là cây tự bảo nhá. Cây tự bảo. Ở trong góc cũng là một cái cây thiên điểu. Còn đây, đây người ta hay gọi là cái cây trầu bạc cột ấy. Trầu bạc cột. Vạn niên thanh loại leo á. Nó to xanh mướt và lá to đùng rồi các bạn ơi. Đây lá nó hình trái tim, cũng dạng hình trái tim tròn hơn. Đuôi nhọn. Đây là cây phát tài núi. Cái phát tài núi này thì giá khoảng 1,5 triệu đến 1,8 triệu. Thì tại sao cái giá thành của cái cây này nó lại đắt? Thì cái cây này nó có 5 nhánh. Các bác ạ, ở đây có 5 nhánh này. 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 nhánh, 5 nhánh như thế này. Thì nó biểu tượng cho, biểu trưng cho cái sự gọi là phát tài phát lộc rồi. Nhưng mà có một điều quan trọng nữa, nó có 5 nhánh như thế này, có nghĩa là ngũ phúc. Đó. Là ngũ phúc. Cây đô la treo này, mình treo trên này. Đó, đây đẹp. Các bác ơi, mời các bác qua ủng hộ.